Như vậy, ở lớp 3, các con đã học phần này rồi. Chỉ có điều con chưa gọi tên một cách chính xác thôi. Lớp 3, con sẽ gọi đó là những từ chỉ sự vật. Sự vật ấy có thể là người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị. Lên lớp 4, tất cả những từ chỉ sự vật ấy bây giờ con gọi là danh từ. Ví dụ nhé. Trong câu thơ được trích trong bài Mẹ vắng nhà ngày bão của tác giả Đặng Hiển. Mấy ngày mẹ về quê là mấy ngày bão nổi. Con đường mẹ đi về, cơn mưa dài chặn lối. Nào, ta sẽ cùng tìm các danh từ có trong câu thơ này và chia theo các từ loại mà chia theo các kiểu danh từ mà chúng ta sẽ học nhé. Thứ nhất, đấy là danh từ chỉ người. Trong câu thơ này, danh từ chỉ người chính là mẹ. Nhóm thứ hai trong nhóm từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ vật. Đây là phần bao hàm chung. Danh từ chỉ vật trong câu thơ này đó là ngày, chỉ thời gian, đường, lối. Lối trong trường hợp này là lối đi. Nhóm thứ ba, danh từ chỉ hiện tượng. Danh từ chỉ hiện tượng có trong câu thơ này. Hiện tượng thông thường các con học ở tiểu học chỉ là hiện tượng thiên nhiên thôi. Ví dụ, bão, mưa. Danh từ chỉ đơn vị trong câu thơ này là từ con trong cụm từ con đường. Từ cơn trong cụm từ cơn mưa. Vì nó chỉ để chỉ một phần của con đường, một phần của cơn mưa.